Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký một cái ví Sophie Wallet để nhận 2 USD miễn phí nha tất cả các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày mai nha tất cả các bạn. Thì hiện tại các bạn đăng ký và KC để nhận 2 USDT, các bạn có thể rút luôn các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn đi phần link mô tả mình ra giao diện như thế này các bạn. Thì các bạn bấm vào một đăng ký nha các bạn. Thì các bạn đăng ký email mật khẩu các bạn. Thì mã giới thiệu này em có để dưới phần link mô tả. Rồi các bạn bấm nút tạo tài khoản nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào thì các bạn nó sẽ gửi cho tất cả các bạn cái email, các bạn vào mail cũng fit nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản nên mình đăng nhập nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng nhập thì có một cái mã OTP gửi về email các bạn mở mail ra nha các bạn. Đây mình copy cái mã OTP này mình login vào nha các bạn. 787819. Thôi đi mình nhớ luôn đi các bạn ơi, 787819. Rồi các bạn điện số đó vào các bạn. Các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ thấy hiện ra một cái giao diện là giới thiệu nhận đăng ký. Mỗi một lượt giới thiệu thì các bạn sẽ nhận từ 1 đô nữa các bạn, khoảng 24.000. Rồi bạn bấm bỏ được các bạn. Thì tốc cần thì mình nhận được sẽ là tốc cần Mira USDT nè các bạn. Thì giá trị này cũng 1 đồng Mira USD này cũng khoảng cũng tương đương với trị tương đương như 1 USDT của mình các bạn. Thì để nhận được 2 tốc cần này các bạn phải KYC các bạn. Các bạn nhấp vào bấm quả trên cùng trên đầu ngữ này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một email của mình nha các bạn. Rồi các bạn nó ra một cái gì thì Google xác minh, các bạn bấm vào xác minh các bạn, xác minh danh tính các bạn. Thì đầu tiên họ tên, ngày sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu nè các bạn. Số chứng minh nhân dân thì các bạn KYC bằng giấy chứng minh nhân dân cũng được các bạn. Địa chỉ, mã bưu chính thì các bạn vào Google các bạn dịch nha các bạn. Google gõ 63 tỉnh thành thì hiện cái mã bưu chính của tất cả các bạn. Rồi này thành phố thì các bạn sống ở đâu các bạn ghi vào các bạn. Để mình tạm ngừng video này mình ghi các bạn. Rồi sau khi các bạn điền thông tin xong các bạn bấm nút tiếp tục nha các bạn. Vui lòng nhập thông tin đầy đủ của bạn. Ơi, số chứng minh nhân dân các bạn. Rồi ngày sinh thì gạch năm gạch tháng gạch ngày nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục nha các bạn. Thì các bạn tải lên một cái giấy chứng minh nhân dân một trước các bạn có cầm một ảnh giấy chứng minh nhân dân một trước và dòng chữ ghi là yêu cầu KYC email nè các bạn. Email của tất cả các bạn ngày yêu cầu thì bữa nay ngày mấy tháng mấy thì các bạn ghi vào nha tất cả các bạn. KYC cho wallet và chữ ký các bạn. Thì các bạn làm y chang này các bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Tải lên đi mặt trước. Khoan khoan, đây mình chưa có, đây mình ghi các bạn ơi. Sau khi các bạn tải chứng minh nhân dân mặt trước, mặt sau và khuôn mặt hình ảnh có khuôn mặt của tất cả các bạn nha bạn. Sau khi thì xác minh danh tính này nó sẽ trong vòng 24 tiếng đồng hồ nó sẽ, nếu mà các bạn KYC thành công thì các bạn nhấp vào danh mục này các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 2 tốc cần Mira USDT này các bạn. Bạn nào không biết thì mình sẽ thu mua tốc cần này cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn quên. Các bạn nhấp vào 3 gạch trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào affiliate nè các bạn. Thì các bạn copy cái link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ thêm một tốc cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.